Hát xin mà chào các bạn đến với channel mình là Hyperger. Mình đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi Aegon 2000 nha các bạn. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi nha. Thì bạn nào mà chơi phiên bản của Hạ Đàn á thì các bạn sẽ thấy cái lỗi đó. Mình sẽ bấm vào Disk NPC của tụi mình nhé. Mình đựng game trong ổ D. Đó, rồi các bạn phào, rồi sau đó các bạn giải nén cái folder batch 1 này dùng mình nhé. Rồi sau đó mà nó ra vậy nè thì các bạn nhấn vào đây giùm mình. Và sau đó các bạn nhấn vào cái install này giùm mình nhé các bạn. Đấy, và các bạn hãy tải cái Microsoft Future 2005x86 giùm mình nhé. Các bạn bấm vào một cái là sẽ download được cho này. Đấy, bấm vào, nhấp vào mấy phát nha các bạn. Đấy, thì mình đã cài rồi nên là nó sẽ không cho cài nữa. Và các bạn chứng minh là cài hay chưa thì các bạn hãy vào cái control panel giùm mình nhé. Và các bạn search ở dưới đây, vì mình đã tắt cái chức năng search của Windows nên là mình search không tới được, search hoài không được luôn các bạn. Nhưng mà vô wifi thì bình thường, bấm cái máy cái pad rồi tiêu tủ wifi bình thường nhé các bạn. Đấy, các bạn vào cho panel giùm mình và các bạn vào phần program giùm mình nhé. Các bạn chứng minh có hay chưa. Đấy, thì các bạn vô mà đã thấy năm 2005 này, các bạn đã thấy là nó đã có. Và những các bạn ở phía trước đây thật sự là mình không cần thiết luôn, các bạn không cần thiết, nhưng mà mình sẽ không xóa sợ mất công bị lỗi game GTA 4 nữa, mệt lắm. Đấy, và đó là cách để fix lỗi Aegon 2000 nhé các bạn, chủ GTA 4. Thì bạn nào mà chơi bản chủ Hà Đài thì quá đơn giản rồi, còn bạn nào mà chơi bản chính của GTA 4 của Rockstar hoặc là các bạn mua trên Steam á, nó sẽ hiển thị lỗi này. Các bạn tưởng là nó bị lỗi game đúng không? Thật ra không, các bạn quên cài cái virus năm 2005 này nên là nó không vào game được. Đấy, và mình sẽ để cái đường liên tải GTA 4 Hà Tủ Hà Đoàn để bên dưới link phần mô tả nha các bạn. Ok, thì các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình và nhớ lại comment ở bên dưới nhé, và nhớ chia sẻ cho mọi người nhé. Bye bye. Ủa đâu?